em thôi. Vâng. Thế nào gia đình và các đồng chí vẫn khỏe cả chứ ạ? Vẫn khỏe cả. À. Từ hôm đại hội đến giờ chị em bây giờ mới được gặp nhau mà cứ như hàng bao năm rồi. Hơn 50 năm trước, khi phong trào thanh niên đang sôi sục khí thế trên mọi mặt trận, bà Vũ Thị Ân cũng như bao bạn bè cùng trang lứa đi theo tiếng gọi của đoàn quân tuổi trẻ. Tham gia quân ngũ từ khi mới chỉ là một cô gái đang trong độ tuổi trăng tròn, bà sớm trưởng thành và được rèn luyện những phẩm chất của một người lính Cụ Hồ, mộc mạc, kiên cường và anh dũng. Những phẩm chất ấy dần được tôi luyện qua chiến trường, qua những thử thách khi đi làm kinh tế mới và dần ăn sâu vào suy nghĩ, vào nếp sống của bà. Giữ vững tinh thần của người lính năm xưa, đến nay dù cuộc sống có trăm điều khó khăn, nhưng sẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể đánh gục được bà trước cuộc sống hòa bình, tươi đẹp này. Một cái ngày đấy thì coi cái chết nhẹ như lông hồng. Đấy. Thì tôi thì ngày đấy đi thì người ta cũng cứ thấy to cao thì cho đi học cái lớp mà gọi là kỹ thuật nổ mìn, phá đá. Đấy, để mở đường. Thế thì về thì cho đồng đội để đốt mìn đấy, nhồi mìn rồi cho đốt mìn. Thì khi đấy thì ví dụ 10 quả mìn thì đếm thì có 3 quả câm. Thế thì ai mà đốt thì người đấy phải vào xử lý. Nhưng mà bác Ân thì cứ thế là chạy vào, mà tớ vào cùng với cậu để cùng xử lý. Đấy, tức là nếu không thì cậu cứ để một mình tớ vào cho, tức là tranh nhau cái chết về mình. Đấy, những cái kỷ niệm mà rất là cảm động như thế. Thế thì sau cùng thì bỏ thế thôi, cả hai cùng vào. Để nhớ lại kỷ niệm xưa ở Trường Sơn. Bởi vậy, bà trân trọng tất cả những điều của một thời tuổi trẻ, hào hùng và đầy khí thế. Mỗi khi có dịp, bà lại ngồi ôn lại những giai điệu, những bài ca mà bà và đồng đội đã từng hát vang mỗi tối trên chiến trường năm xưa. Nhớ lại kỷ niệm xưa ở Trường Sơn. Nay chúng mình hát bài Đêm Trường Sơn nhớ bác. Đêm Trường Sơn bỗng thấy mùa trăng mùa sao, mình về khuya như vẽ, bâng quần cùng cháu thầy bác như đã đến nơi này. Ôi đêm Trường Sơn nghe tiếng sương sang như tiếng hát xa, và nhớ như bác bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn, đường Trường Sơn mang bóng hình của bác. Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường của bác mới đi qua. Công việc này đã gắn bó với bà Ân từ hàng chục năm nay. Vào cái tuổi thất thập này thì niềm vui của bà chính là khi tạo ra những chiếc bánh cốm, bánh phu thê để phục vụ khách hàng. Bánh cốm bà Ân làm không chỉ ngon và đẹp mắt, mà có cách làm công phu cầu kỳ của bà thì người ta phải thấy được hương vị đặc trưng, rất mộc mạc, dân dã. Gia đình tôi đã làm nghề này 20 năm. Làm bánh, ngoài bánh cốm ra còn rất nhiều loại bánh phu thê. Thỉnh thoảng tôi sang ra thêm làm bánh cùng các cháu, rồi chỉ đạo các cháu khâu vệ sinh, làm thế nào để giữ chữ tín. Vâng, thưa bác. Chào mừng các cháu. Các cháu bác ơi, hôm nay khi cháu đến chương trình của cháu đang muốn đặt mấy cái lễ ăn hỏi ạ. Thì lễ gia nhà mình thì có những cái gì ạ? Người nhiều đặt ít thì là 5 lễ, còn người đặt nhiều thì 11 lễ. Thế các cháu định đặt bao nhiêu lễ để cho bác biết? Bọn cháu đang muốn đặt lễ ăn hỏi là 9 lễ ạ. 9 lễ ạ? Những cái lễ đấy. Nào ạ? Đây, nếu mà cháu ấy để cho, con ghi lại cho các em.
Chè thì là em muốn đi hộp chè pháo hay là chè giấy? Vâng, thế thì em muốn đặt cái loại đấy nhỉ? Thì em muốn đi hoa quả rồng phượng hay là lãng hoa quả? Chị đặt em lãng hoa quả rồng phượng. Cháu đã cho biết địa chỉ thì bằng giờ này tuần sau gia đình sẽ chuyển lễ ăn hỏi đến tận phục vụ đến tận nhà. Bây giờ cháu xin phép ạ, cháu là nhà. Thế chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, cháu ơi. Và lúc nào cũng vui vẻ. Sang năm sẽ gia đình có tin vui. Vâng. Nhá. Vâng. Cháu lại nhà nhá. Vâng. Tạm biệt. Nhìn thấy những đôi đứa mà sắp thành lên vợ lên chồng đến đặt lễ ăn hỏi, tôi rất mừng và phấn khởi, vui thay cho các cháu. Và chỉ dẫn cho các cháu những cái các cháu không biết. Đến ví dụ đặt ăn hỏi quả cau lá dầu phải làm thế nào cho nó đẹp, bánh xếp thế nào cho nó đúng. Và cũng là chúc phúc cho các cháu. Đây này, con phải làm thế nào cho nó cân. Nó cân là như thế này. Chữ là nó phải là đồng đều, chứ đừng xuôi và ngược, nó lệch nhau thì là nó sẽ là có những cái mà không hài hòa. Con nhớ chưa? Con nhìn thấy kể cả những cái dây kim tuyến này này, con phải làm màu sắc đi đôi với bánh cốm, nó không bị là chênh lệch nhau về màu sắc. Tất cả những cái gì thuộc về lễ ăn hỏi này khác các thứ là đều có những cái suy tính và làm thế nào cho nó cân xứng. Đôi bàn tay khéo léo của bà Ân đến nay đã tô điểm hạnh phúc cho biết bao nhiêu cặp vợ chồng. Chính bà cũng không nhớ được con số ấy. Nhưng bà nhận thấy rằng sau hạnh phúc của mỗi đôi uyên ương là niềm vui của bà cũng được nhân lên. Đó cũng là một cái cớ để bà tưởng nhớ đến người chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là lúc để nghĩ đến những kỷ niệm một thời son trẻ với ông. Thấy đôi lứa đến đặt lễ ăn hỏi hoặc sang đấy nhìn các cháu trẻ nó díu dít, có đôi có lứa, tôi cũng có chạnh lòng nhớ tới bố các cháu. Một cái kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của tôi và cũng là để dấu ấn niềm hạnh phúc của tôi. Ngoài tình đồng đội, bạn bè ra, lúc đó tôi quen bố các cháu. Là một quân nhân cũng đóng ở tại miền Tây Bắc. Chúng tôi thân nhau, sau đó vì sức khỏe tôi phải trở về miền xuôi. Bố các cháu cũng vẫn ở lại miền Tây Bắc. Nhưng qua những thư từ trao đổi thì được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi làm lễ kết hôn. Cuộc sống là sự phấn đấu không ngừng. Dù tuổi đã cao, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng ngày ngày bà vẫn duy trì thói quen luyện tập. Chính những lúc như thế đã giúp cuộc sống của bà mới mẻ hơn, rộng mở hơn. Nhờ đó, bệnh đái tháo đường cũng không làm bà bị suy sụp trong thời gian đầu mới phát hiện mình mắc bệnh như thế này. Mình nghĩ là làm thế nào mà vươn lên khỏi bệnh tật. Sáng sớm tôi dậy tập thể dục ở nhà, sau đó tôi ra sân Đống Đa tập. Và khoảng 3 giờ chiều cũng như là các cháu thấy là tập cùng với chị em ra đây là trước tiên là tập, sau đó là tâm sự với nhau những chuyện vui buồn cùng chia sẻ. Bác Ân thì bác ấy tập cũng như chúng tôi thôi, mà cũng thấy bác ấy khỏe nhiều hơn là ngày trước bác ấy chưa ra đây. Với bà, không có gì đẹp và đáng quý hơn là cuộc sống trong mái ấm gia đình. Bà quan niệm gia đình nghèo hay giàu không quan trọng, mà điều cốt yếu gia đình đầy ắp tiếng cười, quan tâm và yêu thương nhau là đủ. Vì thế, dù bận rộn với công việc, dù phải chống chọi với sức khỏe tuổi già vây quanh,
nhưng bà vẫn luôn dành thời gian để chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các con, các cháu, như để cố bù đắp tình thương yêu của người cha, người ông đã hy sinh. Tôi là con gái của bà. Thực ra thì mẹ con tôi ở đây với bà mục đích chính là để chăm sóc sức khỏe cho bà khi tuổi già. Vì là mẹ tôi là bị bệnh tim và bệnh đái tháo đường. Thế nhưng mà thực chất thì cũng là một phần là do công việc bận rộn, một phần cũng là do cái tính tự lập của mẹ tôi. Cho nên là mẹ tôi cũng chưa cần đến cái sự chăm sóc của con cháu. Mà ngược lại thì cũng bà lại cũng phụ giúp cho chúng tôi rất là nhiều việc trong sinh hoạt của gia đình. Thế vì thế là cái thời gian vừa rồi đấy, mặc dù là mẹ tôi bệnh tật, nhưng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm vì cái nghị lực sống của bà là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà cũng biết tự tạo niềm vui cho mình trong công việc cũng như là trong cái sinh hoạt và cái chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Cũng là nữ thanh niên xung phong, đã từng trải qua những năm tháng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng bà Quế không được may mắn như bà Ân. Mắc đái tháo đường 15 năm và một mình bà phải tự chống chọi với những nỗi buồn, tủi hờn cũng như khó khăn trong cuộc sống. Nói chung là tôi cũng rất là vất vả. Ông xã thì bị tai biến nhưng mà cũng cố rất cố gắng, nhưng mà cuối cùng thì là kết quả nó cũng không được tốt đẹp. Thế là 6-7 năm nay là tôi sống một mình, sống với các cháu, cho nên là tất cả cái lòng bao dung của mình nó luôn luôn ở tâm trạng ở những người lính, san sẻ cho nhau từ trước đến nay. Cho nên là khi tôi ở đây thì chuyển về cái nhà này thì các cháu học đại học đấy, con cháu chị gái, cháu em gái, cháu anh trai, nói chung là cứ học đại học ở đây là tôi vẫn nói là đây là một cái trường đào tạo cho các cháu, biết về nội trợ, biết về giáo dục cho các cháu, biết cách ăn ở, rồi là nấu nướng, tham gia các công việc nội trợ ở trong gia đình, là phân công các cháu mỗi người mỗi việc là rất là ngoan, rất là nề nếp. Thì cứ cháu này ra trường thì lại cháu khác tiếp đến học, hoặc cháu đi làm, thế tôi cũng luôn luôn là cố gắng giúp đỡ cho các cháu là đi làm tốt này, rồi đi học là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bố mẹ ở xa mà giao cho bác hoặc cho bà đấy, thì là luôn luôn là như là một cái trường đào tạo cho các cháu học hành và làm việc để tốt ấy. Thế mà nhiều khi thì mình cũng thấy buồn, thế nhưng mà thôi cũng tự tạo cho mình và tự giúp đỡ các cháu để cho các cháu cũng là nguồn động viên của mình. Thế và cũng là mình làm được những việc tốt cho gia đình, cho cũng là cho xã hội, là có những thanh niên và có những lớp trẻ nó trưởng thành tốt hơn. Không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn như bao người, nhưng không vì thế mà bà đánh mất niềm tin yêu vào cuộc sống. Bà Quế dành thời gian chăm sóc các cháu và tham gia các hoạt động cộng đồng. Bà coi đó là hành trang trong suốt những năm tháng qua. Mỗi việc nhỏ hàng ngày là mỗi niềm vui cộng dồn. Nhiều nhiều đấy con ơi. Làm nhiều thế. Bây giờ anh công việc nhiều ạ, sao thấy anh thức khuya nhiều thế? Bình thường đấy bạn, nhưng mà cuối năm các dự án của mình nhiều quá, anh cũng phải tập trung xử lý cho xong để còn kịp ở Tết. Nhưng cố gắng làm nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn bác. Phải chỉ có ăn nhiều cho nó khỏe. Công việc làm tốt nhưng mà cả việc người yêu cũng phải xúc tiến dần đi để tiến hành làm sao sang đầu năm là phải báo cáo với bố mẹ. Vâng. Bố mẹ cứ trách bác là không quan tâm đến cháu việc đấy. Đấy, mọi việc thì tốt rồi. Cháu nương nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Nhà vâng. Mình đã ở với bác Quế năm đến năm nay năm thứ ba rồi, và trong quá trình gian mình thấy bác Quế là người rất là nhân hậu, sống chan hòa yêu thương, không chỉ cho chăm sóc cho các cái cháu của bác mà bác còn rất là sống rất là tình cảm với bà con bạn bè láng giềng hàng xóm.
Nói chung là mọi người hôm nay cũng bận công việc, thế cho nên là đại diện cho chi hội cựu thanh niên phong của phường Minh Khai đến thăm nhà bạn, xem là tên nhất lo đến đâu rồi. Thế và chúc là chuẩn bị đón xuân vui vẻ và sang năm mới thì gặp nhiều may mắn các cháu mình. Cảm ơn hội cựu chiến binh, coi là nhà sắm Tết cũng ổn ổn rồi nhá. Thế là cụ già dưới nhà có khỏe hơn không? Bà già mẹ đều là cựu chiến binh này, cựu thanh niên phong, thì mình nghĩ là những ngày Tết nhất này và những ngày có công việc, có khó khăn, có việc buồn được vui là chị em mình cũng có nhau quan tâm, có nhau. Thế bây giờ đó là những ngày gần Tết thì cũng đến thăm bạn. Thế chúc là Tết này là cố gắng là lo Tết cho các con chu đáo, trên tinh thần tiết kiệm nhưng mà vui vẻ. Trong cuộc sống của cô thì lúc nào cô cũng vui vẻ. Lúc mà đồng đội gặp khó khăn thì cô cũng hay đến thăm hỏi và giúp đỡ. Nếu mà có cái gì khó khăn thì cô cũng nhiệt tình với đồng đội và với anh em trong cựu thanh niên phong cũng như là cựu chiến binh. Gửi chị Sắc, hôm nay em đi sinh hoạt câu lạc bộ đái tháo đường ở bệnh viện Bạch Mai. Vì chị không có điều kiện sinh hoạt, em gửi tài liệu để chị nghiên cứu và cố gắng thực hiện đúng để giữ cân bằng đường huyết, hạn chế biến chứng. Em chúc chị luôn khỏe. Không phải tự nhiên, bà con khu dân cư Minh Khai lại đặt cho bà Quế biệt danh loa phát thanh của phường tuyên truyền về bệnh đái tháo đường. Về với cô ấy thì là cô ấy, một là rất là nhiệt tình, cô tuy là có bệnh có tật mấy năm nay, so với chúng tôi là có bệnh tật nhiều hơn, nhưng mà cô rất là nhiệt tình ở cái chỗ là khi mà đi có cái tư vấn hoặc là sức khỏe về mặt sức khỏe về tiểu đường khác là trong khu tập thể là có ai là cô ấy đều có cái giấy tờ và có những cái tài liệu để về cho gia đình, không những gia đình mà cứ bản thân cái người mà có cái tiểu đường đấy. Tuy tôi không tiểu đường nhưng mà chồng tôi tiểu đường, nhưng là có cái tài liệu đấy tôi chăm sóc cho ông xã, đồng thời là không chăm sóc được cụ thể lắm thì chúng tôi cũng nhắc nhở, hoặc là từ cái ăn uống này khác cũng rất là chúng tôi cũng có cái quy định, chúng tôi theo cái đó mà chúng tôi để chăm sóc người thân trong gia đình. Từ khi tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi cũng rất là chăm chỉ. Và nhiều khi mình còn có một cái chủ trương, mình không phải là tham đâu, nhưng mà xin thêm tài liệu để làm gì? Để mang về cho bạn bè, cho hàng xóm. Ví dụ hàng xóm có những người bắt đầu bước vào cái đường máu là hơi cao đấy, là tôi đều có tài liệu. Mỗi lần đi về là mang quà vào đây. Tôi chẳng có quà gì đấy, chỉ quà tinh thần đi nhá, cho các ông nhá. Thế là ném vào các nhà. Thế hoặc là có bạn bè, người nhà ở xa, chứ ở tỉnh xa. Nhiều khi tôi gửi đi Lào Cai, tôi gửi đi Hải Phòng, mới gửi đi Hải Phòng, rồi gửi đi Quảng Ninh chẳng hạn. Đấy là để giúp cho những người mà có muốn là người ta có kiến thức để người ta xử lý trong khi người ta bị bệnh tật. Lấy việc giúp đỡ mọi người là niềm vui, nên bà Quế không quên nhắc nhở chị em phụ nữ ở khu tập thể giờ luyện tập hàng ngày. Thường thì hàng ngày chúng tôi đều đi thể dục rất đều. Thực ra ấy thì chúng tôi đi tập như thế này là cũng là ở từ cô Quế ra. Cô Quế thì cô ấy rất là nhiệt tình trong mọi cái hoạt động, trong đó có cái thể dục. Là chị ấy rất là nhiệt tình và chị ấy cũng động viên và rủ chị em đi cùng. Thế chính là cái đi bộ đều đặn được như thế này thì là ở chị Quế. Nếu mà đi bộ như này cảm thấy rằng là người mình nó khỏe, nó vui ra. Mà hầu như các cái bệnh về xương khớp là thấy nó biến mất. Các bạn ơi, chuẩn bị cho đón xuân của năm mới đấy. Thì là văn nghệ mình cũng chuẩn bị một số cái tiết mục. Thì hôm nay không thể tập trung được tất cả nhà văn hóa thì coi như là nhóm mình thôi. Còn nhà văn hóa thì cả ban văn nghệ của chúng ta thì có những cái bài, mấy bài đồng ca, tốt ca. Thế còn chị em mình thì cũng có thể là chuẩn bị một vài bài tốt ca. Thế và bạn nào mà chuẩn bị được bài nào, cái chủ đề là đón xuân mới, mừng đảng mừng xuân. Thế thì bạn nào mà chuẩn bị được bài nào cảm thấy nó phù hợp và bài nào cảm thấy là mình hát nó nhuần nhuyễn hơn thì chúng mình những buổi tập trung như thế này thì là gọi là tạm ôn với nhau.
Thế xong rồi đến cái buổi cuối cùng thì sẽ duyệt thì là có màn nhạc. Đúng rồi. Dễ hát nhất. Cô gái mở đường. Đó, cô gái mở đường. Thế. Cô gái mở đường thì là nó vừa phải hợp với cái hoàn cảnh của chị em mình nhớ ôn lại ngày xưa mà nó lại vừa là vui. Đấy, cái bài đấy nó rất là khí thế, rất vui mà nó lại có ý nghĩa với chị em mình, đúng không? Vì dưới trời khuya sao đêm lấp lánh tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Hỏi chẳng em cô gái mở đường, không thấy mặt người thì nghe tiếng hát. Ơi những bao con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em vì thường. Em đi lên rừng cây xanh mở qua cái những cái ngày mà chúng tôi tập văn nghệ thì thực tình mà nói là chúng tôi rất là phấn khởi. Thứ nhất, thứ hai là tự nhiên là những cái bệnh tật hoặc là cái niềm buồn ở đâu chúng tôi thì nó xóa hết. Cứ mong đến tối thứ bảy để chúng tôi có để tập văn nghệ, hoặc là cái hôm nào mà buồn buồn một tí hoặc là có gì là chúng tôi lại rủ nhau đến hát karaoke. Đó là một cái niềm vui. Thứ nhất, thứ hai là một cái chữa bệnh. Chị Quế cũng rất là nhiệt tình, có điện thoại là hô cho nhau là chúng tôi đến nhà chị Quế chúng tôi hát. Cho nên là bây giờ chúng tôi rất là phấn khởi. Nếu như trước đây trong cuộc chiến bom đạn, những thanh niên xung phong ngày ấy đã sử dụng tiếng hát để át tiếng bom, thì có lẽ ngày nay cũng chính tiếng hát đã và đang đẩy lùi bệnh tật cho họ. Và họ hát mỗi ngày, hát mỗi khi có thể. Tôi nhận nắng trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.